Xin chào quý vị. Trước tiên xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo tổng quan về vận mệnh cuộc đời của người tuổi Bính Tuất. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 tuổi, Bính Tuất có nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Ngoài 30 tuổi thì mới gặp được nhiều may mắn, có cơ hội tốt đẹp về công danh, sự nghiệp có thể lên cao ở độ tuổi này. Phần gia đạo lại không được mấy tốt đẹp, thành công của quý vị có được là nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè, ít được giúp đỡ từ gia đình, trung vận công danh của quý vị sẽ được sáng tỏ. Tuy nhiên trong cuộc đời cũng có khoảng thời gian mà công danh bị lu mờ, phần gia đạo có nhiều rối ren, khúc mắc, vì thế mà không được yên vui, phải sang hậu vận thì tình thế mới được xoay chuyển, cuộc sống gia đình êm ấm và vui vẻ. Cuộc đời nam mệnh Bính Tuất có vài khắt khe vào lúc tiền vận, thường lo lắng về công việc, cuộc sống buồn chán, muốn tự lập nhưng vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình mới phát triển được. Sự nghiệp và công danh, trung vận gặp nhiều khó khăn, khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Ngoài 30 tuổi thì có nhiều triển vọng tốt đẹp, có thể lên cao vào độ tuổi này. Nhưng về gia đình và thân tộc thì không được tốt đẹp cho lắm. Nữ mệnh tuổi Bính Tuất có bổn mạng tốt, cuộc đời tốt đẹp. Về trung vận sẽ phát triển cả về tài lộc lẫn tình cảm. Dù tiền vận có buồn lo đôi chút, nhưng số được hưởng phú quý vào lúc trung vận và hậu vận. Tuổi Bính Tuất, thưa quý vị, đoán xem số mạng tuổi này. Mạng thổ là đất, nóc nhà ở an, số người lao lực, lao tâm, làm ăn vất vả, mới mong sang giàu, số nhờ kẻ quý giúp nên, thăng mây bước tới, hanh thông có ngày. Xét qua tâm tánh ở đời, thấy ai nghèo khó, thua mình giúp cho, thế mà người ấy chẳng lo, ăn rồi quẹt mỏ, trả cho oán thù. Lòng dạ rất tốt cho nên thương người phải chịu, không thù giận ai. Con người ăn ở thẳng ngay, rồi gặp tai nạn ơn trên độ liền. Thưa quý vị, về cuộc đời và tiền vận có vài khắt khe và lo lắng. Cuộc đời luôn tự lập, tuy nhiên không thoát khỏi được sự nhờ đến gia đình để phát triển công danh và sự nghiệp. Tức là tuổi này phải cần sự giúp đỡ của gia đình để phát triển sự nghiệp. Tuổi Bính Tuất có nhiều khó khăn trong cuộc sống vào thời trung vận, nghĩa là từ khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Ngoài 30 tuổi thì có nhiều triển vọng tốt đẹp về công danh, có phần tiếng tăm và có phần lên cao vào số tuổi này. Nhưng phần gia đình và thân tộc không được tốt đẹp cho lắm. Số nhờ bạn bè trong việc phát triển công danh nhiều hơn là nhờ ở gia đình và thân tộc. Tóm lại, tuổi Bính Tuất, hậu vận thì sung sướng, nhưng tiền vận và trung vận gặp nhiều khó khăn trong sự sống. Có thể nhờ tới gia đình của bạn bè trong việc phát triển công danh hơn là nhờ đến gia đình và thân tộc. Tuổi Bính Tuất, tuổi nhỏ, có khổ cực, muốn sống một cuộc đời tự lập, không muốn trông cậy vào gia đình. Về tình duyên, tuổi Bính Tuất sẽ gặp được một cuộc tình vô cùng lãng mạn và đẹp đẽ. Về gia đạo và công danh, về vấn đề công danh, vào trung vận có sáng tỏ, nhưng cũng chỉ có một thời gian là lu mờ và không còn nghe tiếng tăm nữa. Gia đạo không được yên vui, có nhiều thắc mắc. Vào tuổi trung vận thì có việc buồn phiền về gia đạo nhiều hơn, và hậu vận mới có thể yên vui được. Sự nghiệp xây dựng được bắt đầu vào số tuổi 30 trở đi, tiền vận lắm vất vả và long đong về sự nghiệp. Tiền tài có hơi thiếu kém về thời tiền vận, trung vận thì dễ chịu, hậu vận mới có giàu, an nhàn, sống hạnh phúc và đầy đủ về tiền bạc. Tuổi hợp cho làm ăn, trong sự làm ăn hay hợp tác đều phải lựa chọn những tuổi hợp với tuổi của mình mới khỏi sợ bị thất bại và hao tài tốn của. Khi muốn hợp tác làm ăn hay phát triển sự nghiệp, quý vị nên tìm những tuổi này mà hợp tác hay công tác thì mang nhiều thắng lợi về tài lộc cũng như về công danh. Đó là các tuổi Đinh Hợi, Mậu Tý, Tân Mão. Những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn của quý vị, chẳng những được thắng lợi mà còn có thể phát triển trên mọi công việc trong cuộc đời. Những tuổi Đại Kỵ, thưa quý vị không nên kết hợp làm ăn hay hôn hạp với những tuổi này: Kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu và Quý Mùi. Những tuổi này là những tuổi đại kỵ đối với tuổi Bính Tuất của quý vị, cho nên quý vị hết sức lưu ý cho những năm khó khăn nhất. Tuổi Bính Tuất có những năm khó khăn nhất trong cuộc đời, làm ăn gặp nhiều trở ngại, sự phát triển công danh không gặp được nhiều may mắn, tài lộc kém cỏi, luôn luôn gặp cản trở hay thất bại nhiều. Đó là những năm mà quý vị ở vào số tuổi 24, 27, 30 và 36 tuổi. Những năm này quý vị nên đề phòng mọi vấn đề bất trắc trong cuộc sống. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, thưa quý vị, tuổi Bính Tuất có ngày giờ xuất hành hợp nhất, đó là ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành đúng theo ngày, giờ và tháng kể trên,
quý vị sẽ thu đoạt được nhiều thắng lợi trong sự làm ăn về tiền bạc, có nhiều kết quả khả quan. Tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo vật phẩm tỷ hưu. Thưa quý vị, theo truyền thuyết thì nó là một loài thú có sừng, có bờm uốn cong rất dài nên còn có tên gọi là hưu trời. Hai cái sừng của nó có tác dụng trừ tà. Về sau, nó có xu hướng phát triển thành con thú một sừng. Người ta nói rằng tỷ hưu có tác dụng hút tài lộc bốn phương về cho gia chủ, đặt trên bàn làm việc, quầy thu ngân, ban thờ thần tài và phải hướng đầu ra cửa chính hoặc cửa sổ. Tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo đặt hũ muối cung thần tài, hút tiền bạc vào nhà, gia chủ giàu lên như trúng số. Thưa quý vị, đặt hũ muối theo phong thủy dưới đây sẽ giúp xua đuổi tà ma, hút tài lộc vào nhà, cuộc sống đang nghèo trở nên khấm khá. Công dụng của muối trong phong thủy. Thưa quý vị, trong nhiều nền văn hóa cổ đại bao gồm cả Việt Nam và một số nước Á Đông, muối được xem là có tính chất làm sạch. Từ lâu, chúng đã được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa và liệu pháp thanh lọc cơ thể. Ông bà ta thường nói đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Để chứng tỏ sức mạnh xua đuổi tà khí của muối, muối có thể hấp thụ năng lượng thấp và tiêu cực, xua đuổi những loại khí xấu, đồng thời mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Trong phong thủy, tinh thể muối kết hợp với nước càng làm gia tăng tác dụng. Thêm vào đó, những đồng tiền kim loại được đặt trong bát muối sẽ tạo nên các phản ứng giúp tẩy rửa và làm tiêu tán năng lượng tiêu cực. Bởi vậy, dùng muối để hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình là một vũ khí phong thủy hữu hiệu từ ngàn đời nay. Dùng muối để hóa giải như thế nào? Thưa quý vị, rắc muối để xua tà khí. Trước khi chuyển đến nơi ở mới, quý vị hãy rải muối vào phòng, đặc biệt là ở các góc nhà. Muối sẽ giúp hấp thụ năng lượng của những người chủ trước đó. Sau 24 giờ, quý vị có thể quét chúng đi, đặt bát muối để mong sung túc. Nhiều nhà giàu thường hay đặt bát muối ở góc nhà cung tài lộc hướng đông nam để mong muốn giàu có. Quý vị cũng có thể làm theo cách này, hoặc đặt bát muối ở cung gia đạo hướng đông nếu muốn cải thiện sức khỏe. Thay muối 2 tháng một lần, đặt bát muối để xua tà khí cho cả năm. Thưa quý vị, chuẩn bị một bát nước muối phong thủy. Đầu tiên, cho muối vào đầy 3/4 bát hoặc ly thủy tinh, rồi đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn vào bát. Chú ý, đặt trên mặt muối và mặt dương của xu ngửa lên trên. Nước muối hấp thu năng lượng tiêu cực. Quý vị hãy cho tiền xu vào bát nước muối đặt ở những nơi có năng lượng không tốt. Cách này được xem là rất hiệu quả nếu quý vị thực hiện đúng cách. Trước tiên, quý vị cho muối vào bát hoặc ly thủy tinh chiếm 3/4 bát, đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn lên trên mặt muối. Chú ý, đặt mặt dương, tức là mặt có ký tự khác, hướng lên trên. Sau đó quý vị đổ nước đầy đến miệng bát, đặt bát muối lên một miếng vải lót và không đậy bất kỳ thứ gì lên trên miệng bát. Quý vị nên đặt bát ở những nơi tiếp xúc với không khí, tránh những không gian kín như tủ, chạn bát. Bát muối sau một thời gian sẽ xuất hiện phản ứng, muối có hiện tượng kết tủa tràn ra ngoài miệng bát. Do đó, nếu e ngại vấn đề thẩm mỹ, quý vị có thể đặt bát muối ở góc khuất hoặc đằng sau vật nào đó như ghế sofa, hoặc là đặt sau chậu cây cảnh. Trong vòng 1 năm, để yên bát muối tại một vị trí không xê dịch, nếu không năng lượng tiêu cực đã tích tụ sẽ tan vỡ. Đặt muối ở đâu? Thưa quý vị, quý vị nên đặt bát muối ở góc nhà hướng đông nam cung tài lộc nếu mong muốn tiền bạc của gia đình dồi dào. Còn nếu mong muốn cải thiện sức khỏe cả gia đình, quý vị nên đặt bát muối ở hướng đông cung gia đạo, cứ mỗi 2 tháng lại thay bát muối. Tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo cách đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt rước tài lộc vào nhà. Thưa quý vị, trong phong thủy, tiền xu là biểu tượng cho của cải vật chất và tài lộc trong gia đình. Chính vì vậy, những đồng tiền xu cổ được nhiều người sử dụng để kích tài vận, mang lại may mắn cho công việc kinh doanh của mình. Đồng tiền hoa mai hay hoa mai kim tiền cũng là một trong những loại tiền xu có ảnh hưởng quan trọng tới tài lộc và vận số may mắn cho con người. Đồng tiền hoa mai đặt trong két sắt là gì? Thưa quý vị, đồng tiền hoa mai hay còn được gọi là hoa mai kim tiền là đồng tiền xu được đúc bằng đồng hình hoa mai 5 cánh. Trên mỗi cánh hoa mai sẽ được chạm trổ ngũ tự gồm thọ, mệnh, trường, phú, quý. Mặt còn lại sẽ được khắc hình đào tiên, trường thọ, chim khách, cát tường, thỏi vàng, của cải, rơi, phúc, tuần lộc, lộc. Chính vì vậy, đồng tiền hoa mai thường được coi như là một vật phẩm mang lại sự may mắn, thu hút tài lộc của cải cho gia chủ. Dân gian vẫn truyền tai nhau rằng nếu ai có đồng tiền hoa mai Việt Nam bằng đồng để trong két thì tiền vàng ùn ùn kéo tới, lộc lá ngập nhà. Nhưng cách sử dụng đồng tiền hoa mai Việt Nam để kích hoạt vận may liên quan tới tài lộc thì không phải ai cũng nắm rõ. Bởi nếu làm không đúng cách thì tiền chẳng vào nhà mà còn có nguy cơ đội nón ra đi.
ý nghĩa của đồng tiền hoa mai với két sắt. Thưa quý vị, đồng tiền hoa mai là một vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa hỗ trợ vận may, tài lộc tới cho chủ nhân sở hữu. Tiền hoa mai thường được treo thành cặp, tạo thành hai bông mai 10 cánh, tượng trưng cho thập toàn, hoàn mỹ. Tiền xu hoa mai được coi như vật khí để trấn yểm hung khí, thu hút vận khí tốt lành, mang tới sự thịnh vượng, danh vọng. Từ thời xa xưa, đồng tiền hoa mai đã được rất ưa chuộng, làm vật tùy thân mang theo khi ra ngoài để giúp các mối quan hệ trong xã hội trở nên tốt đẹp, ít hiềm khích, dễ dàng có được công danh sự nghiệp. Đồng tiền hoa mai được sử dụng rất nhiều, không chỉ trong gia đình mà còn trong kinh doanh buôn bán, với công dụng đa năng như tránh chuyện thị phi, kiện tụng, giải trừ kẻ tiểu nhân. Cách kích hoạt vận may khi sử dụng đồng tiền hoa mai cũng rất đơn giản. Quý vị chỉ việc đặt đồng tiền hoa mai vào két sắt và nghĩ về sự giàu có, thịnh vượng. Có thể đặt hoa mai kim tiền vào một cái túi nhung đỏ để giữ cho đồng xu được sạch sẽ và không bị các đồ vật khác trong két chạm vào gây chảy xước. Thưa quý vị, tránh để đồng tiền hoa mai tại những vị trí ẩm thấp, uế tạp như nhà vệ sinh, phòng tắm, vì những vị trí này được quan niệm là nơi gây thất thoát của cải, có thể đem lại vận xui cho gia chủ. Cho nên quý vị hết sức lưu ý cho cách đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt. Thưa quý vị, người ta vẫn sử dụng đồng tiền hoa mai Việt Nam như một lá bùa thu hút vận may và đem lại nguồn sinh khí tốt lành. Nếu đồng tiền hoa mai bằng đồng để trong két sắt thì công việc làm ăn của gia chủ sẽ gặp thuận lợi, làm đâu thắng đó và tránh được những chuyện thị phi, kiện tụng gây trở ngại. Đồng tiền hoa mai đặt trong két sắt mang đến vận may tài chính cho gia chủ, hỗ trợ đường quan lộ rộng mở và phát lộc phát tài. Tuy nhiên, để có một góc két sắt hợp phong thủy thì có lẽ chỉ hoa mai kim tiền là chưa đủ. Quý vị cần phải nắm được hướng đặt két sắt theo tuổi cũng như kích thước két sắt phù hợp với căn phòng của mình. Trong ngôi nhà, két sắt là nơi lưu giữ tiền của cho gia chủ. Chính vì thế, việc lựa chọn vị trí để két và vật phẩm đặt trong két là vô cùng quan trọng. Đồng tiền hoa mai có thể đặt ở nhiều vị trí như trên bàn thờ, treo lên tường hay treo trước cửa ra vào nhà của quý vị. Nhưng để phát huy tối đa vận khí do đồng tiền hoa mai tạo ra, quý vị nên đặt trong két sắt trong gia đình. Két sắt là vật quan trọng trong gia đình vì ngoài giữ tài sản, két sắt còn chứa đựng nhiều giấy tờ tài sản quan trọng. Chính vì thế, theo phong thủy, két sắt là vật chứa đựng nguồn năng lượng lớn và là nơi tập trung tài lộc trong nhà, quyết định sự hưng vượng cho gia chủ. Việc đặt đồng tiền hoa mai bên trong hay bên ngoài két sắt sẽ giúp mang lại tài lộc dồi dào, gia tăng tài khí, công việc, kinh doanh thuận lợi. Thưa quý vị, trên thực tế, độ thẩm mỹ của đồng tiền hoa mai đẹp nhất là kết hợp với một chiếc két sắt mini đẹp. Tuy nhiên, nếu quý vị đã sở hữu một chiếc két sắt thông thường thì vẫn có thể đặt đồng tiền hoa mai để tăng sự may mắn. Quý vị nên đặt đồng tiền hoa mai hay hoa mai kim tiền ở trong két sắt, đặt trên sấp tiền trong két sắt của nhà quý vị là tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.